Người chân voi. Thái tiên sinh năm nay 67 tuổi, người Triều Châu. Năm 1941, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc, quê nhà bị vây hãm, sinh hoạt bị ép ngặt. Thời thanh niên, ông ly hương qua nước Thái Lan mưu sinh, hiện đang cư ngụ tại miền Trung Thái Lan, sống bằng nghề buôn bán. Hai chân ông bệnh giống như chân voi, đã 9 năm rồi. Thái tiên sinh rất ưa ăn thịt ngỗng và uống rượu. Hàng ngày mỗi tối, ông dùng một mâm thịt ngỗng và nửa vò rượu. Ngày nào cũng thế. 10 năm trước, ông theo đoàn du lịch đến miền Đông Bắc Trung Quốc du ngoạn và được ăn một lần món chân gấu vang danh cổ kim, khiến cho ông cứ về nhớ nhung mãi. Tiếc là chỉ có lần đó, vì sau khi về đến Thái Lan thì ông không còn dịp thưởng thức món chân gấu quý giá đó nữa. Cho dù là vậy, Thái tiên sinh vẫn ưa ăn chân gỗng vì nó có chút mùi vị tương tự. Từ đó, ông thường dùng chân gỗng nhắm rượu cho đỡ nhớ chân gấu. Sau này, có người bày ông cách dùng chân gỗng, nói rằng không những mùi vị có thể ngon ngang chân gấu mà còn có thể giúp bổ tinh, tráng khí, dưỡng thần, là phương pháp bí truyền của các quân vương thời cổ đại. Thế là Thái tiên sinh học cách chế biến chân gỗng. Tại trên cái bàn sắt, chung quanh có lan can bao kín. Ông bắt con ngỗng sống thả lên bàn, để nó đứng như vậy, rồi sau đó nổi lửa, đun củi bên dưới, nung nấu dần dần. Tùy theo nhiệt độ gia tăng, bàn sắt từ từ nóng lên, con ngỗng dần dần chịu hết nổi, nó bèn co một chân lên, nhiệt độ càng tăng cao. Hai chân ngỗng đều chịu hết thấu. Nó phải vừa co, vừa buông, giống như khiêu vũ vậy. Lúc này, ngỗng có muốn chạy trốn cũng không được, vì chung quanh đã rào kín. Đợi bàn sắt nóng đến đỏ rực, thì hai chân ngỗng nhảy liên tục như điên, như cuồng phong bão vũ. Nó liều mệnh mà nhảy, chỉ có nhảy và nhảy thôi. Sau đó nó nổi khùng, tông lung tung, cố dương ra hết ga, phát ra tiếng kêu thê thảm, ai oán, rồi té xuống. Bây giờ, hai chân nó bỗng đỏ sưng vù, nhưng chưa tắt hơi. Thái tiên sinh thấy vậy, liền nhanh nhẹn chặt chân nó đi. Ngỗng đau đớn, ngất xỉu, rồi tỉnh dậy, lại tiếp tục hôn mê, rồi chết. Nhưng lúc này, Thái tiên sinh bất quản, chỉ quan tâm đến việc đem chân ngỗng ra ngoài rửa sạch, rồi nấu với thuốc, chùm lửa riu riu. Theo truyền thuyết, khi con ngỗng vũ trên bàn lửa xong, toàn thân khí huyết đều tập trung xuống đôi chân. Thịt ngỗng cũng biến thành vô vị, không có giá trị dinh dưỡng bổ béo gì. Lửa bàn sắt nung nấu khiến cho máu huyết toàn thân đều tập trung xuống chân nó, gọi là chân ngỗng luyện đan. Thái tiên sinh cứ thế mà ăn chân ngỗng luyện đan mấy năm rồng. Sau đó, chân ông phát bệnh, vừa đỏ vừa sưng phù giống hệt chân voi. Từng khớp xương trên thân đều đau đớn. Bác sĩ nào cũng khám qua, uống đủ thuốc đông y lẫn tây y mà vẫn vô hiệu. Một ngày, chân ông đau hết 24 giờ. Cả năm, chịu đau 365 ngày. Thống khổ này dày vò hành hạ ông suốt 6 năm ròng rã, khổ đến không chịu nổi. Nhiều lần ông muốn tự sát, may được hiền thê giữ lại và hiếu tử khuyên lơn, ông mới ráng kéo dài hơi tàn. Một đêm nọ, ông mơ thấy một bầy ngỗng không chân tìm đến, hung bạo mổ cắn. Lúc tỉnh dậy, toàn thân ông xuất hàng mồ hôi dầm dề. Ông liên tưởng đến bệnh của mình, ắt là có liên quan đến việc ăn chân ngỗng, vì ông đem con ngỗng còn sống nhốt trong bàn sắt nướng nó, chứng kiến nó khiêu vũ trên lửa thảm thương. Càng nghĩ thì tim kinh thịt rung. Bất giác, ông nhìn xuống đôi chân sưng đỏ của mình. Ôi chao, giống hệt như chân ngỗng vừa mới khiêu vũ nhảy nhót trên lửa xong thì bị cắt đi vậy. Chính do thèm khát ăn chân ngỗng mà ông đã tạo nhân ác, nên bị hồn quỷ của ngỗng đòi nợ. Báo ứng, báo ứng. Không ngờ
nhân quả báo ứng nhanh đến như thế. Bây giờ lương tâm tỉnh giác, ông nhờ vợ dìu ra ngoài cổng, quỳ xuống, chí thành hướng trời cao sám hối. Ông phát thệ nguyện: từ ngày nay trở đi, không sát sanh, không ăn thịt, nguyện thành khẩu trường chay, ăn chay đến chết. Bà vợ ở bên cạnh cũng phát nguyện ăn chay theo ông. Nói ra cũng lạ, kể từ sau khi ông hướng trời sám hối, lập nguyện xong, chân không còn sưng đau nữa. Chỉ có hình dạng bên ngoài nhìn thấy rất khó coi, cử động bị khó khăn thôi. Đến nay, ông không uống thuốc hay tìm bác sĩ chữa bệnh nữa, bởi vì ông hiểu đây chính là chứng cứ quan gia tìm đến báo oán, cho nên không muốn chữa trị làm chi. Thôi thì cam chịu lưu cái chân voi này, làm bằng để cảnh giác người sau. Chứ vì dục vọng ham sướng miệng nhất thời mà sát sinh, phải biết thức ăn vừa qua cổ họng là biến thành chất thải, nếu tạo ác nghiệp sẽ bị báo ứng mãi mãi không ngừng. Đúng như thánh xưa từng nói: hòa phúc không cửa, do chính ta tự chiêu, báo ứng của thiện ác như bóng tùy hình. Thái tiên sinh nếu được thì nên làm nhiều việc thiện, tạo công lập đức, vì chỉ có công đức mới có thể giúp tiêu oan giải nghiệp, nghiệp hết bệnh trừ. Thuốc trị hiếm muộn. Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không? Trước tiên xin kể một câu chuyện có thực. Một lần trong pháp hội, Trần cư sĩ dẫn theo nữ đồng nghiệp Nhã Lâm khoảng 35 tuổi. Cô này gầy gò, sắc mặt xám vàng, ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện đầy nét hân hoan khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô rất chăm chú chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô Lâm có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng, ấp úng mãi chẳng thành câu. Cuối cùng nhờ Trần cư sĩ giải thích giùm, mọi người mới hiểu rõ. Té ra cô kết hôn đã 10 năm, rất khao khát có con, nhưng bất kể cầu thầy bổ thuốc đến đâu vẫn chẳng có thai. Hôm nay may mắn được gặp giáo sư Quả Khanh, cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội. Giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô, vì nỗi khổ cầu bất đắc dĩ này, ước con mà không có được. Ông thở dài, quay qua bảo tôi: Quả Hồng, cô hãy quán xem nguyên nhân vì sao Nhã Lâm không có con. Tôi xoay đầu dòm Nhã Lâm, chạm ngay ánh mắt nhìn đầy khát vọng của cô. Tôi cũng không kềm được, bật ra âm thanh cảm thán: có phải cô rất ưa ăn trứng, đặc biệt là trứng chim cút? Đúng, đúng rồi, tôi ăn rất nhiều trứng chim cút. Vậy chẳng lẽ... Nửa câu sau, âm điệu cô ta đầy vẻ nghi hoặc. Trần cư sĩ ở cạnh bên thông minh hiểu nhanh, liền hỏi giúp cho một câu: mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt mà. Hơn nữa, trước khi chưa biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng, nhưng vì sao chỉ riêng có Nhã Lâm là không thể có thai? Tôi nhìn giáo sư Quả Khanh đang đứng cạnh mình, thấy mắt ông đầy thuốc hối và khuyến khích. Tôi liền giải rõ: Phật từng nói, ăn trứng các loài điểu cầm, thủy tộc là không có lòng từ mẫn. Ngài Tuyên Hóa cũng đã giảng những điều liên quan đến ăn trứng. Từng hóm hỉnh nói: nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ăn, thì bạn có thể ăn bất kỳ trứng gì, bởi nhân quả đan xen, chồng chéo phức tạp. Do mỗi người có phúc đức nhân duyên bất đồng, nên mặc dù có nhiều người ăn trứng, song việc thọ báo lại chẳng đồng nhau. Bạn muốn có con, tức phải đoạn trừ ăn mặn, đương nhiên trong đây bao gồm cả trứng. Ngoài ra còn phải phóng sinh cho nhiều và tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh bạn đã từng ăn qua. Tôi nói xong, khẽ nhìn Nhã Lâm, thấy cô có vẻ không tin, khó chấp nhận. Rõ ràng là cô đang chờ nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn, khó mang thai của cô. Nhưng lại bị những câu nói thẳng, phũ phàng,
và quá thực tế của tôi làm cho vỡ mộng. Có lẽ cô cảm thấy những điều tôi nói là quá xoàng, không quan trọng và chẳng có gì đáng lưu tâm, nên mặt đầy lộ vẻ thất vọng. Tôi cảm thấy thật tiếc cho cô, bởi cô hoàn toàn không tin gì. Bất đắc dĩ, tôi phải nói thẳng ra. Cô hiện tại chỉ muốn bản thân mình có con. Nhưng sao không nghĩ cho việc những cái trứng bị cô ăn mất? Chúng cũng có mẹ, và thân mẫu chúng phải gian nan cực khổ lắm mới sinh được con ra. Lúc này, Quả Khanh ôn tồn bảo Nhã Lâm. Quả Hồng, giảng lý nhân quả cho cô nghe rất đúng và chính xác. Cô hãy trân trọng tiếp thu và chịu khó làm theo cách của cô ấy bài, thì sẽ chiêu cảm được Hà Di Quang. Tốt nhất là cả hai vợ chồng đồng phải tu sửa luôn. Lúc này, giáo sư Quả Khanh mới kể ra một câu chuyện thực để chứng minh. Có một nữ trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học, thấy con gái mình kết hôn đã 4 năm mà không có thai. Như vậy là bà dùng kiến thức chuyên môn của mình hướng dẫn con rể bào chế thuốc. Nhưng dẫu có chế thứ gì, làm gì, thì kết quả càng khiến bà thêm hoài nghi về khả năng chuyên môn của mình. Do vậy, bà nữ trưởng khoa này mặt mày cứ giàu giàu rầu rĩ, khiến nghe cô phải cảm thán. Thật là tội cho tấm lòng của những bậc cha mẹ. Khi đó, tôi bảo bà. Vợ chồng con cái bà, ai cũng mê ăn trứng, thích nhất là trứng chim cút. Đây là cộng nghiệp chung khiến họ không có con. Muốn có con thì cả hai cần phải ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, làm nhiều việc thiện. Vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này y theo lời khuyên mà thực hành. Kết quả, chỉ nửa năm sau thì con gái bà đã có thai. Câu chuyện Quả Khanh vừa kể xong, Lý cư sĩ là bác sĩ thực tập liền hỏi tôi. Vì sao hiện nay những bệnh nhân từng mang thai nhưng nạo thai, giờ muốn có con mà không được, lại nhiều đến như vậy? Tôi bảo mọi người. Mọi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ, mà trong dòng luân hồi dài đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm. Nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân đã bừa bãi phá thai, hủy đi cơ duyên làm người của Dông Nhi. Khi làm như vậy, họ không biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A La Hán. Đã như vậy lại còn mặc tình sát sinh ăn thịt, tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng. Tất nhiên sẽ phải chiêu cảm ác báo, triệt con dứt cháu. Tôi thấy Nhã Lâm và những người khác gật đầu, tán đồng. Thật là mừng cho Nhã Lâm có thể tỉnh ngộ. Hy vọng cô sẽ được Phật lực gia trì, chịu sửa lỗi hướng thiện, trì giới tu hành, sớm sinh quý tử. Thời gian trôi qua được nửa năm, Trần cư sĩ là người ban sơ dẫn Nhã Lâm đến, đã gọi điện báo tin cho tôi hay. Nhã Lâm từ lúc về nhà đã làm y theo lời chúng tôi chỉ dẫn. Hiện giờ cô đã mang thai, rất là tri ân mọi người. Giải thích thêm. Xin khuyên mọi người, không nên vì tham ngon, ham khoái khẩu mà ăn các loại trứng. Tôi suốt hơn 20 năm trên đường học Phật, từng gặp nhiều vị ăn trứng, bao gồm trứng chim, rắn, cá, vân vân, cho đến ăn trứng chưa thành hình trong thân gà mái, mà biến thành những phụ nữ không thể mang thai hoặc thường đẻ non, hư thai. Bọn họ bí lối cùng đường, đành phải làm theo cách tôi hướng dẫn là sám hối trước Phật, nguyện từ bỏ ăn mặn, lẫn ăn các loại trứng. Hàng ngày, tụng từ 1 đến 2 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các trứng và những thân mẫu đẻ ra các trứng mà họ đã ăn qua. Kết quả, đại đa số, khoảng chừng 3 tháng là được hoài thai, thân thể họ cũng được thay đổi, trở nên khỏe mạnh. Nguyện cầu những vị hiếm muộn khác con có sự nghiệp gia đình không thuận lợi và thân thể kém khỏe sẽ y theo phương pháp này mà thực hành. Trong vòng vài tháng sẽ có việc bất tư nghị xuất hiện trên bản thân các bạn, và các bạn không phải tốn xu nào cho việc có con, còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tốt như vậy, sao bạn không làm? Nhưng liệu bạn có can đảm ăn chay hành thiện phóng sinh, làm đúng mọi điều như chúng tôi đã hướng dẫn hay không? Thai giáo tuyệt vời. Lời người dịch.
Thoạt đầu khi đọc đến tựa của câu chuyện này, tôi đã rất thờ ơ, không muốn dịch. Nhưng sau đó, tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì, và câu chuyện đã khiến tôi cảm động. Xin được chia sẻ với bạn đọc, nhất là chư Phật tử tại gia, những người trẻ tuổi, sắp làm cha, làm mẹ. Tiết Đình là một nhạc công. Khi mang thai, cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với Phật Pháp, nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới, tập tu theo Pháp Phật và quyết định giáo dục thai nhi theo Phật giáo. Chúng ta hãy nghe Tiết Đình thuật lại câu chuyện giao cảm thần linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ. Sau khi kết hôn, vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh, tôi rất chú trọng đến ẩm thực, lo tập luyện, chuẩn bị chu đáo đủ cách. Thấy trong kinh Địa Tạng ghi rằng, chúng sinh ở cõi Ta Bà, đời vị lai, những người sắp sinh con, nếu trong 7 ngày mà tụng kinh Địa Tạng bất khả tư nghị này và niệm danh Bồ Tát đủ vạn biến, thì đứa con sinh ra dù nam hay nữ, đời trước có ước báo, cũng liền được thoát khỏi an lạc dễ nuôi, thọ mệnh tăng. Đoạn kinh này đã ban cho tôi chỉ đạo quý báu. Tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn. Vì vậy, tôi quyết tâm nuôi dưỡng, đào tạo ra một đứa bé băng thanh ngọc khiết, có tư chất thanh cao, nhất quyết hung đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo Phật Pháp. Tôi trong thời kỳ mới hoài thai, tôi bắt đầu, vì con tụng kinh Địa Tạng, do thân thể chưa quen, không thoải mái, nên tôi chỉ thành kính tụng kinh Địa Tạng vào 10 ngày trai. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, làm vậy là giúp cho sinh mệnh bé bỏng mới tượng hình trong bụng tôi có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật thuyết. Tôi quyết tâm vì bé, tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, theo Phật Pháp, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Niềm vui này thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ban cho tôi một đứa con như nguyện, mang thai được 4 tháng. Nhờ thiện tri thức khai thị, được người nhà tôi dốc toàn lực ủng hộ và chăm sóc, tôi triệt để tin lời Phật nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch, mà cũng chẳng bị mỏi mệt khó chịu. Ngược lại, còn khiến tôi mặt mày hồng hào tươi tắn, thân tâm an vui, tinh thần thể lực sung mãn. Sau đó, tôi tiến bộ hơn. Có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, siêng năng không lười. Tôi đối với những điều Phật nói trong kinh vững tin không nghi. Tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng, ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên. Trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có. Vì kinh nghiệm đang thực hành, lòng luôn mong mỏi khát khao, mau được nhìn thấy mặt con. Thời gian trôi qua thấm thoát. Mùa hạ đến, tỏa khí nóng oi bức khó chịu. Nhưng tôi không chút lười biếng, vẫn nỗ lực dụng công, ra sức thanh năm quả dục, nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác, mắt chẳng nhìn việc ác, tinh tấn không lười, luôn dùng chánh niệm hộ tâm. Mỗi ngày, tôi vì thai nhi tụng kinh, tận lực làm một người mẹ tốt đúng cách. Hôm nọ, lúc tôi tụng xong bộ kinh Địa Tạng, thì cảm thấy cổ họng khô đau. Liền tiến đến tủ lạnh, định lấy kem ăn giải lao. Thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ. Nhưng, ngay giây phút tôi mở tủ lạnh ra, đột nhiên, trong đầu tôi vang lên tiếng nói. Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Việc này thật bất ngờ, khiến tôi tưởng mình nghe lầm, lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên thầm nghĩ. Đây chắc là do ta tự nghĩ lẩn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý vào quyết định, nghĩ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy. Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh, thật không ngờ, cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện. Mẹ ơi, đừng ăn kem,
con sẽ rất lạnh. Câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi. Rõ ràng là thai nhi trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó. Giao cảm kỳ diệu này khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi, và tôi đang tâm tâm tương thông, tâm tâm tương tri. Kinh Địa Tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau. Mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm, cùng cảm thọ, kết thành thiện duyên mẫu tử cực kỳ thâm sâu quyền diệu trong đời này. Tôi đã từng dùng tâm thành, tâm cung kinh, tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử kinh. Trong kinh diễn tả, khi con ở trong thai, nếu mẹ ăn nóng, con khổ như đang ở trong cái nóng địa ngục. Nếu mẹ ăn lạnh, con khổ như đang ở trong cái lạnh địa ngục, cả ngày thống khổ. Vừa theo đoạn văn kia, giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ. Điều này khiến tôi xúc động vô cùng, mãi mãi không thể quên. Lời Phật đúng là chân ngữ, thật ngữ mà. Đây cũng là ứng hợp với những điều trong cuốn sách thuốc Thiên Kim Phương. Trong đó có nói, trong lúc mang thai mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ. Từ đó, vì thai nhi, bất kể thời tiết nóng bức ra sao, tôi cũng không dùng qua thức lạnh nào. Cục cưng sinh ra được 2 tuần. Theo thói quen, tôi cho bé ăn hoàng liên, một loại thuốc bắc khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Tôi áp mặt vào dần trán tái nhợt của con, ưu tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó, trong óc tôi chợt xuất hiện một câu nói: mẹ ơi, mẹ đừng dùng trứng gà nữa, ăn trứng gà với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra, chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay đúng theo kinh Địa Tạng dạy, nhưng do để thuốc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm: con cưng à, mẹ phải làm sao con mới an ổn đây? Bé lập tức hồi đáp: mẹ hãy mau tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho oan gia trái chủ của con. Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng. Sau đó tôi hỏi bé: mẹ đã tụng xong 7 bộ rồi, con muốn mẹ làm gì cho nữa? Bé đáp: bắt đầu từ nay, mỗi ngày mẹ tụng cho con 1 bộ kinh Địa Tạng nha. Tôi lại hỏi: tụng đến bao giờ mới ngừng? Bé đáp: tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng. Vậy bao giờ con mới có thể tụng kinh được? Bé đáp: 7 tuổi. Tôi bỗng nhiên tỉnh ra. Từ đó, hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng. Tôi tụng kinh đến hôm thứ 2 thì chứng đi tả của bé liền dứt. Khi tôi viết đến những dòng chữ này thì bé đã được 2 tuổi rồi, thân thể mạnh khỏe, an lành, dễ nuôi. Đồng thời, để hoàn thành lời hứa với con, tôi hàng ngày vì bé tụng 1 bộ kinh Địa Tạng. 7 năm sẽ là 2555 bộ kinh. Tôi và chồng tôi tin sâu bé có thể dùng nhân duyên này để hóa độ chúng tôi tinh tấn tu hành. Tôi hiểu sâu như vậy là cả nhà chúng tôi cùng nhau chung sức hoàn thành đạo nghiệp. Tùy theo con ngày càng trưởng thành mà đạo nghiệp của chúng tôi ngày càng tinh tấn, đồng thời thiện hạnh, thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo. Điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói, quả là an vui hạnh phúc biết dường nào. Tiết Đình giải thích thêm: con và mẹ là do nhân duyên cực sâu mà chiêu cảm nên tình thâm. Trong thời kỳ hoài thai, mẹ cùng con thực sự nương nhau, liên quan từ máu huyết, xương thịt,
tinh thần cho đến thể chất. Vì thai nhi tụng kinh Đại Thừa chính là thai giáo tốt nhất. Tôi đã gặp nhiều người khi mang thai tụng kinh Địa Tạng, Lương Hoàng Sám hay các kinh Đại Thừa khác. Đứa con sinh ra thật là xinh đẹp, thông minh, mạnh khỏe, an lạc, dễ nuôi. Đây là bài văn tự thuật chân thành của một người mẹ ở Thượng Hải. Lúc bà sinh ra 15 ngày thì tôi gặp ba người, cả nhà họ và đích thân kiểm nghiệm. Nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền Đông Bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được ba con, hai nam, một nữ. Thằng đầu tên Ô, 9 tuổi. Thằng kế tên Hồng, 7 tuổi. Và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ ba đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ, xây theo kiểu Thái. Căn phòng có chất một đống rơm khô, ngoài ra còn có một cái máng xói hình chữ thập để khứ nước mưa và một hàng lu dùng đựng nước uống. Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách nhau rất xa, phân bổ rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. Ba đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng nước trị lửa, thằng U nó lần lượt bồng hai đứa em đem bỏ vào cái lu to đầy nước và đầy nắp lại. Sau đó, nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến, thì cả tòa nhà gỗ và bốn đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết một con bò bị cột. Nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con. Đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ. Giống như có biết trước, ông vội chạy đến lu nước, dỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Ba nghe tiếng kêu, vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng U, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp cái lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này, hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó, ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết ba đứa trẻ chết ở trong lu. Luân Bao đáp: Đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói: Bầy cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang, nhào tới dỡ lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Bang hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vô hồn nhìn gây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói: Báo ứng, báo ứng mà. Mọi người đều chỉ, ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A Bang. Vợ chồng A Bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa, hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía lý vô thường, buồn vui ly hợp ở dân gian, nên không chút do dự, đồng sinh xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ. Nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A Vu, em vợ A Bang là biết rõ.
A Vu nói: Anh Bàn Sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này. Thái Lan là xứ gạo cá, và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau, các con lớn bằng đầu đũa. A Bàn ưa dùng vải mùng may thành vợt, lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước. Lúc cần nấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt máu đi, thành một ống trống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và các con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng. Nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Bàn chẳng mảy may động lòng trắc ẩn, ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A Bàn làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Bàn lúc này nhân tính mê bụi, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê bụi. Chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái mình chết, mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa đau đớn, thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ Thi nói: Trăm ngàn năm nay trong chén canh, oán sâu như biển, hận khó bình. Như này, báo ứng nhân quả xoay chuyển đến khiến cho A Bàn gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này: Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi, xin anh chớ bắt săn giết chúng. Tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn, có tự hỏi rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm, cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan. Tân Phu Dân. Tần cư sĩ là một phụ nữ rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có khiếu mỹ thuật, tuổi còn trẻ đã là thầy dạy cắt uốn tóc nổi danh khắp thành phố. Bà là người lanh lẹ, vén khéo, đảm đang. Sau khi cách mạng giải phóng, bà tự mở một tiệm làm tóc tại nhà, đến nay phát triển thành một thẩm mỹ viện bề thế quy mô. Tần cư sĩ rất có hiếu với mẹ. Lúc mẫu thân lâm chung, bà quỳ trước giường suốt 8 giờ, không ngừng niệm Phật, làm cả nhà mười mấy người xúm nhau quỳ xuống, niệm Phật theo. Đột nhiên, mọi người không hẹn mà đồng thanh la lên: Trời ơi, tôi nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm rồi, Ngay lúc ấy, trong phòng bệnh nhân tràn ngập hương thơm kỳ diệu, khiến người thanh mát cả tạng phủ. Mọi người đồng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm phía trên, bên phải giường bệnh,
chỉ riêng Tần cư sĩ nhìn thấy mẹ mỉm cười, hướng không trung mà đi, hơn nữa, còn nghe Phật nhạc vang vang. Lúc này, toàn gia cực kỳ hưng phấn, đồng quay lại nhìn mặt mẫu thân, thấy gương mặt bà đang cười mỉm, đã an lành, vãng sinh. Từ đó, cả nhà đều tin Phật giáo. Chính vì Tần cư sĩ thuần thành thiện lương này đã nhiều lần nhờ tôi giúp bà liên hệ xuất gia. Qua trò chuyện, tôi mới biết, sở dĩ bà muốn xuất gia là do không có tình cảm với chồng, giữa họ thường gây cãi, ông xã có lúc còn ra tay đánh bà. Những lần như thế, tôi đều khuyên bà không nên trốn lánh hiện thực để xuất gia. Huống chi, bà còn có đứa con gái chưa thành niên, cần mẹ chăm sóc, nuôi dạy. Cách đây không lâu, một buổi tối, bà đột nhiên gọi điện tới khóc sướt mướt, kể là do gây gỗ cùng chồng, bà đã đến nhà em trai cư ngụ 3 ngày rồi, hiện giờ chỉ muốn gặp tôi ngay, nếu không, bà chẳng thiết sống nữa. Vừa gặp mặt, Tần cư sĩ òa khóc, kể lể. Tôi hiện ngủ trong tòa nhà 3 phòng, mới mua hồi nửa năm trước, với giá 40 vạn. Tiền này hoàn toàn do tôi kiếm được. Tôi cùng chồng sống chung. Khi đi coi, thấy nhà ưng ý, nhưng do bận việc bề bộn, nên tôi giao ông xã giữ tiền và là thủ tục mua nhà. Không bao lâu, thì đã có chìa khóa nhà mới. Tôi cho rằng, nửa đời chịu cực chịu khổ của mình đã được đền bù bằng ngôi nhà ưng ý. Nhưng ai không ngờ, 3 ngày trước, do một đêm khuya, chồng tôi về nhà và bảo. Sáng mai á, hoặc chậm nhất là ngày mốt, em lo chuẩn bị đủ 20 vạn tiền mặt để giao nộp. Nếu không á, thì phải ra khỏi nhà. Chẳng phải, tôi đã đưa đủ 40 vạn cho anh mua nhà rồi sao, còn đòi 20 vạn nào nữa? Tôi chỉ mới đưa người ta 20 vạn. Còn 20 vạn á, tôi đem mua cổ phiếu kiếm lời. Nào ngờ, bị mất hết. Để gỡ gạt, tôi đã thế chấp ngôi nhà này, mới lấy 20 vạn. Ai dè, cũng thua sạch luôn. Bây giờ người ta đòi tiền, không có tiền á, thì người ta bắt mình ra khỏi nhà. Tôi cảm giác như sấm đổ bên tai. Vừa trách ông xã chơi cổ phiếu, sao không bàn trước cho tôi? Nào dè, ông không những chẳng biết lỗi, còn đánh tôi nữa. Vừa nói, bà vừa chỉ cho tôi xem thương tích trên cánh tay. Bà sụt sịt nói. Tôi thật khó mà sống qua hôm nay. Tôi cũng nghĩ là trước đây mình thiếu nợ ổng, nên đã ráng nhịn nhục cho êm chuyện gần 20 năm nay. Trong nhà, mọi việc ăn mặc ở, tất cả đều do một tay tôi đi làm kiếm tiền cung ứng. Lẽ nào vẫn chưa đủ trả nợ cho ổng? Bây giờ, nếu như phải đền tiền, thì thẩm mỹ viện của tôi cũng phải đóng cửa. Tôi thực nghĩ không thông. Tôi rất muốn nhờ Tôn Huynh xin Hòa Thượng Diệu Pháp giảng cho tôi nghe, để hiểu rõ về nhân quả. Như vậy, tôi mới cam lòng. Dù có chết, tôi cũng phải chết cho minh bạch. Dừng một chút, cho tâm tư bình tĩnh. Sau đó, Tần cư sĩ thuật lại cho tôi hiểu rõ đầu đuôi cuộc hôn nhân của bà. Em trai tôi, từ lúc giải phóng, thì bị điều về quê. Sau đó, người nhà nghĩ cách đem nó về thành. Do vậy mà, mẹ dẫn tôi đến nhà cục trưởng để cầu giúp. Bà vợ lão cục trưởng vừa nhìn thấy tôi, thì tỏ vẻ rất nhiệt tình. Hỏi dông dài một hồi, bà liền thuyết phục chồng nên mau chóng thu xếp việc này giúp chúng tôi. Sau đó, một mình mẹ tôi tới nhà cục trưởng. Em trai tôi không bao lâu được chuyển về thành. Lúc này, mẹ tôi mới sắp xếp cho tôi và con trai cục trưởng gặp nhau. Tất nhiên là tôi không ưa cuộc hôn nhân được mẹ sắp đặt. Nhưng do em trai tôi đã được họ giúp điều về thành phố, nên tôi bắt buộc phải chấp nhận gặp mặt. Gặp nhau rồi, hai bên đều không có cảm giác
và không nói năng gì. Nhưng thấy ông ta có học thức, nên cũng không đến nỗi phản cảm. Do mẹ tôi nhiều lần thuyết phục bảo ban, cuối cùng tôi cũng ưng thuận cuộc hôn nhân do đôi bên an bài. Em trai tôi nhờ vậy mà xin được một công việc làm mãn ý. Nào ai biết, ngay đêm tân hôn, khi tân lang trút y phục ra, tôi cực kỳ kinh hãi khi thấy toàn thân ông ta nổi đầy lốm đốm lục cục lòn hòn, nhìn giống như là phong cùi hay là dãy nến vậy. Định thần nhìn kỹ, tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra thôi. Gã nam nhân là chồng tôi, trừ mặt, cổ và tay ra, khắp mình da bị bệnh, nổi một sần sùi và bông lên như vảy cá. Tôi đứng như quá đá, lòng đầy kinh hoảng, mắt tuôn lệ đầm đìa. Nghĩ mà xem, từ nay về sau, tôi làm thế nào để đối mặt với cuộc sống như vậy? Tôi dám chắc là các cô gái khác, mà thấy tân lang kinh khủng như thế này, thì có đứa xô cửa mà bỏ chạy. Nhưng giờ tôi không có can đảm đối diện với gương mặt đầy nước mắt của mẹ, lại nghĩ đến tiền đồ của em trai, và những lời dèm chê của dư luận, xã hội, nên đành cúi đầu chấp nhận số mệnh. Lúc này, tôi mới vỡ lẽ, và hiểu ra, vì sao mà gia đình ngài cục trưởng lại sốt sắng nhiệt tình dồn dã giúp đỡ chúng tôi như vậy. Vì con trai mình, họ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Sau đó, tôi khuyên chồng nên đi trị bệnh. Ông nói, hồi trước có trị qua rồi, nhưng mà không có kết quả, nên chẳng muốn đi nữa. Vì không thích bị người chê cười, rất là mất mặt. Tôi bèn mua nhiều thuốc cho ông, nhưng thấy đều không có kết quả. Tôi lại khuyên ông đi bệnh viện. Thế là ông đánh, ông chửi tôi. Càng khổ hơn nữa, là tôi vô phương, đồng sàng cùng ông. Ông vừa tới gần, là tôi đã chán ghét muốn nôn. Có thể điều này làm tổn thương lòng tự trọng, tự tôn của ông, nên ông đối với tôi càng vũ phu, thô bạo, lòng tôi đầy vết thương. Cưới đã chưa được bao nhiêu ngày, chúng tôi phân phòng ngủ riêng. Sau đó tôi mang thai, sinh một con gái. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là một người đã thọ qua nền giáo dục đại học lại sinh trong một gia đình cán bộ cao cấp. Vậy mà, ngay cái chút tập quán vệ sinh tối thiểu, anh ta cũng không có. Chén bát ăn bỏ sót đầy, quần áo thì bà đau sức đó. Cởi vớ, chỗ nào thì quăng chỗ đó. Mười mấy năm nay, chưa từng thay đổi. Nếu như không thúc giục, thì ngay cả tắm rửa, ông ta cũng chẳng màng. Đối với những tật xấu này, tôi chỉ cần biểu hiện chút bất mãn, thì sẽ lập tức lãnh ngay một trận đòn nhừ tử. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cho là chúng tôi là trai tài gái sắc, là tiểu gia đình êm ấm. Nào có biết là tôi đây, bề ngoài cười đủ, bề trong khóc thầm. Có lần, tôi đi Thanh Đảo làm việc, ngủ tại một khách sạn ven biển. Tối đó, tôi nằm thoải mái trong phòng, lắng nghe tiếng sóng biển ầm ầm vọng vào. Trong hoàn cảnh lãng mạn như vậy, tôi bất giác nghĩ đến số phận của mình. Không kìm được, lệ rơi đầm đìa, tuôn ướt gối. Lăn lộn mãi, chẳng khó có thể chợp mắt. Tôi trách trời xanh, đối xử quá bất công. Đem gả tôi cho một nam nhân vũ phu tồi tệ, đáng chán kinh khủng như vậy. Lẽ nào, đây là định số mà con người thường nói. Bỗng dưng, tôi nhớ tới truyền thuyết Bồ Tát Quan Thế Âm ở Nam Hải. Nghe kể rằng, Ngài rất đại từ đại bi, hay cứu khổ cứu nạn.
Lẽ nào Ngài lại không cứu giúp cho tôi? Vì sao số tôi khổ như vậy? Ngoài sông, tiếng sóng biển ào ào gầm vang, như thể muốn an ủi, ban cho tôi hy vọng. Tôi ngồi bật dậy, mặc áo khoác, bước ra khỏi khách sạn, đi đến bờ biển. Trong đêm khuya, mình tôi dạo gót chậm chậm trên bãi cát cô tịch, không một bóng người. Tôi ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao. Lòng muốn khóc, nhưng lệ không chảy nổi. Đột nhiên, tôi mơ hồ trông thấy Đức Quan Thế Âm cưỡi trên lưng một con cá đứng nơi ven biển. Giây phút này, bao oan khuất, tủi nhục, oán hận và hy vọng trong tôi đồng loạt trào dâng như suối. Tôi quỳ xuống trên cát, vọng hướng về phía Quan Thế Âm Bồ Tát và bật lên tiếng khóc thật to. Lòng tha thiết mong Ngài cứu giúp, đem tôi ra khỏi chúng trần ai khổ ải này. Sau đó, thì tôi được quen biết Tôn Vinh và quy y Phật môn. Có lẽ là trời cao đã nghe tiếng vang cầu cứu của tôi nên đáp ứng. Thế nhưng, dù tôi tụng kinh bái Phật nhiều đến mấy, vẫn chưa khiến hôn nhân thê thảm của tôi chuyển mình tốt. Rốt cuộc là, kiếp trước tôi thiếu chồng tôi bao nhiêu nợ, mà làm thế nào cũng không trả xong vậy. Tôi nghe nói gia đình giám đốc Kim cũng gặp vấn đề rắc rối khó giải, đã nhờ hòa thượng diệu pháp giúp cho rồi. Vậy Tôn Huynh có thể hỏi giúp giùm tôi không? Nếu không, tôi thật là chẳng thiết sống nữa. Nghe Tần cư sĩ khóc kể chuyện mình mà đau lòng, nhìn bà tinh thần tuyệt vọng, tôi khó mà tin ách vận sao có thể giáng xuống đầu một phụ nữ thiện lương, hiếu thuận, đảm đang, chu toàn trách nhiệm như vậy. Càng tìm không ra lời để an ủi bà, tôi không thể từ chối, là một lần nữa đành phải gấp rút gọi điện cho sư phụ cầu trợ giúp. Tôi ấn nút loa vang để mọi người có thể nghe rõ lời sư phụ khai thị. Tiếng sư phụ hiền hòa vang lên. Vào khoảng 100 năm về trước, có người đàn ông dắt theo đứa con gái nhỏ đến một tiểu trấn nọ, mở một quán ăn để xin nhai. Một bé gái này bị bệnh, đã qua đời. Chủ quán sợ mình tục huyền sẽ khổ con thơ, nên quyết ở vậy. Hôm nọ, ông đi ra ngoài, trên đường về gặp thằng bé, khoảng 5-6 tuổi, bị người bỏ rơi. Lão chủ bèn tính toán. Số cơm thừa canh cặn mà khách ăn dư có thể nuôi sống thằng bé này. Nếu bây giờ ông cứu mạng nó, thì khi lớn lên, nó có thể làm công cho ông, mà ông khỏi phải trả tiền thuê người. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Thế là ông quyết định thu nhận thằng bé và làm một cái chuồng gia súc bằng gỗ, mái lợp tranh, cho thằng bé ở. Hằng ngày, nó giúp ông rửa bát, quét dọn, ăn đồ thừa mà sống qua ngày. Trong mắt lão chủ và con gái, đứa bé này bất quá chỉ là một con vật biết nói, cho dù nó có nhức đầu cảm sốt, bị muỗi cắn trùng rỉa, chi chi, thì cũng mặc. Họ để nó tự sinh, tự diệt. Nhưng tính ra thằng bé này mạng lớn, nó cứ thế mà trưởng đại. Thế nhưng, do từ nhỏ đến lớn, không ai xem nó là người, ngoài việc sai khiến nó tối tăm mặt mũi ra. Chẳng ai thèm chuyện trò với nó. Thế gặp chuyện gì không vừa ý, thì cha con chủ nhân lại trút giận lên mình nó. Nếu không đánh, thì cũng chửi mắng. Cho dù nó rất kiềm tiếng, ít lời, ngờ nghịch, ngốc nghếch, song vẫn bị đối xử rất tồi tệ. Khi con gái đến tuổi lấy chồng,
lão chủ cũng muốn chọn người ở rể. Nhưng ngẫm nghĩ, ông lại sợ mình chết rồi gia sản sẽ bị thằng rể chiếm mất. Vì vậy, dù có rất nhiều người cầu thân, nhưng ông cứ trù trừ, lần lựa chẳng muốn gả con cho. Cuối cùng, ông bỗng nảy ra ý hay, ngoái dòm lại thằng mồ côi ông nuôi bấy lâu. Nếu như mà gả con cho thằng tớ này, thực tế nó chỉ là tên nô lệ thuần phục con gái mình, vậy thì còn phải lo gia sản lọt vào tay kẻ ngoại nhân. Thế là ông chủ thông minh liền an bài cho con gái một cuộc hôn nhân dạng vô sai thất. Con gái mặc dù tuân lệnh cha, nhưng tất nhiên chẳng chịu chung phòng cùng chồng, tức là tên nô dịch ngu đần dơ bẩn này, nên cô đã sống cả đời trong tư tình phóng túng vụng trộm. Còn thằng bé thì suốt kiếp sống cảnh lao dịch, oan khuất, tủi nhục. Đứa con gái trong câu chuyện là Tần nữ sĩ ngày nay, còn tên nô dịch mồ côi chính là chồng bà hiện thời. Tập quán sống thiếu vệ sinh không tốt là do tháng ngày sống trong chuồng thú đời trước dựng thành, da trên mình sần sùi ghẻ chóc, một phần là do ác báo tiền kiếp của bản thân, và một phần cũng do cảnh sống trường kỳ ở dơ, luôn bị mũi mòm châm chích tạo thành. Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ, chẳng phải chẳng báo mà là chưa đến lúc. Nhân duyên tệ lậu từ tiền kiếp đã chiêu cảm quả báo hôn nhân thống khổ cho Tần cư sĩ trong đời này. Kiếp trước, đứa bé đã dắt kiệt sức, làm nô dịch cho chủ nhân cả đời mà không được trả công một đồng nào. Thì đời này, nó đến đòi nợ. Tần cư sĩ bị đánh, bị mắng, chính là trả báo ngày xưa bà từng đánh mắng nó. Đến như cuộc sống phu thê đời này cũng là phiên bản của đời trước. Muốn biết nhân đời trước, nhìn thọ báo đời này. Tần cư sĩ đời trước làm ác, đa phần là do từ nhỏ chịu ảnh hưởng phụ thân. Đời này, bà hiếu kính mẫu thân, tâm đại thiện hiền lương, ưa nghe Phật Pháp, lại biết quy y Phật, ăn chay niệm Phật. Chỉ Phật Pháp mới có thể giúp bà giải quyết, chấm dứt nợ cũ. Cho nên, xin Tần cư sĩ, khi đã hiểu rõ nhân duyên đời trước rồi, không nên sinh tâm oán hờn, chán ghét đối với người chồng hiện tại nữa, mà phải biết nắm ngay cơ hội gặp gỡ trong đời này, thành khẩn sám hối tội nghiệp đời trước. Sống phải thường thấy lỗi mình, ít bàn về lỗi người, nhất định sẽ gặp hung hóa cát, biến nạn thành an. Bà phải tụng nhiều kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn, hồi hướng cho tên nô dịch kiếp trước, thì nhất định chồng Tần cư sĩ sẽ thay đổi. Tôi tiếp điện thoại xong, ngoái nhìn Tần cư sĩ đang ngồi yên lặng, mưa trên mặt đã dứt hạt, hiện đang trời quang mây tạnh. Hơn nửa năm trôi qua, Tần cư sĩ đã gọi điện đến hai lần, một lần hỏi về các sách kinh Phật giáo, lần khác thì kể bà đang bận công việc bề bộn, khi nào có thời gian rảnh sẽ đến thăm tôi. Nghe giọng nói của bà, chứng tỏ tâm tư đang vui vẻ. Tôi thở ra nhẹ nhõm, thầm cầu mong vợ chồng nhà bà sớm giải xong túc quán, gia đình hòa thuận, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Tu không nên độc tài. Một buổi chiều nọ, Hòa Thượng Diệu Pháp vừa mới an tọa, thì một vị tốc điểm mối tiêu tiến tới quỳ xuống. Chưa khai khẩu, đã tuôn lệ như mưa, khóc chẳng thành tiếng. Mọi người an ủi, ông mới dần dần bình tĩnh được chút, và bắt đầu hướng về Hòa Thượng, kể chuyện của mình, cầu xin chỉ dạy.
Ông vừa buồn, vừa tự trách, giống như phát xuất nỗi niềm sám hối bi ai từ nội tâm, khiến cho người có mặt ở đó không ai là không rơi lệ. Ông kể, mình vừa bắt đầu hướng dẫn vợ và các con bước vào con đường học Phật, thì đã nhanh chóng dứt bỏ ăn mặn. Toàn bộ thời gian rảnh, ông đều dùng vào việc tụng kinh, hoằng pháp lời sinh, tu tập tinh tấn. Trước khi học Phật, ông có mua một đầu máy video hiện đại, chỉ xem qua có 4-5 cuốn phim thôi, đến nay đã 10 năm, chẳng hề đồng tới nữa. Riêng truyền hình, ngoài trừ nghe tin tức ra, các tiết mục văn nghệ khác, ông cũng chẳng để mắt tới. Việc học Phật đem lại cho toàn gia ông nhiều cái hay vô cùng. Có thể nói, gần 10 năm nay, trong gia đình chẳng phát sinh điều gì bất như ý. Điểm tuyệt nhất là cả nhà không hề vướng qua bệnh chi. Trong lúc cùng các bạn đạo bàn luận, ông thường nêu lên những cái hay về ăn chay, học Phật, lòng đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật. Năm ngoái, có một bác sĩ bảo ông, 10 năm nay anh không ăn thịt, nhất định là thiếu dinh dưỡng. Anh tự cho mình là không bệnh, thì thấy như không có bệnh. Nhưng nếu anh đi bệnh viện mà kiểm tra máu mà không có vấn đề gì, thì chúng tôi sẽ niệm Phật ăn chay theo anh. Dưới sự cổ vũ của bạn đồng tu, ông bèn làm cuộc kiểm tra, lúc bấy giờ, lấy phiếu xét nghiệm, ông hỏi nhân viên. Xét nghiệm máu tôi có vấn đề gì không? Có, năm nay ông tuổi gần 60, mà máu huyết lại giống như người 20-30 tuổi, vậy là không bình thường. Mới đầu, ông hơi ngẩn ngơ một chút, sau đó bật cười. Khi đem kết quả tới cho mọi người xem, ông bảo. Nếu xét theo tiêu chuẩn người ăn mặn, thì máu tôi đương nhiên là bất thường, nhưng tình trạng máu huyết giống thanh niên không phải là chuyện tốt hay sao? Bởi vậy suốt 10 năm nay tôi không động đến rượu thịt, thuốc hút, nên máu tôi đã được thanh lọc, tịnh quá. Tiêu chuẩn này có thể nói là không giống phần đông người bình thường. Chúng ta ăn chay, tức là đang tịnh quá máu huyết mình, là phản lão hoàn đồng, là trở về với mộc mạc chân thực, khiến cuộc sống hôm nay thân ít bệnh hoặc không bệnh khổ, khiến kiếp nhân sinh hữu hạn lại càng thêm tốt đẹp. Nói đến đây, đột nhiên ông trầm tư một chút, mắt lại tuôn lệ. Ông sụt sịt kể, nửa tháng trước tai họa đã giáng vào gia đình ông. Đứa con gái ông cưng yêu nhất bỗng dưng liên tục 2 ngày ăn gì đều ói, đi bệnh viện khám, họ nói là nó bị ung thư bao tử, nhưng không thể phẫu thuật vì bệnh đã phát tán trầm trọng. Bác sĩ nói sau này bệnh sẽ ngày càng chuyển ác, thời gian sống tối đa chỉ còn nửa tháng. Gia đình ông nghe tin này giống như bị đấm vào đầu, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, chẳng biết làm sao. Bác sĩ nói con gái ông bệnh là do cơ thể thu nạp ít mà làm quá sức, do lao lực tích lũy lâu ngày thành bệnh nan y. Ông tỏ vẻ nghi ngờ, nói, dạ thưa sư phụ, chẳng phải trong kinh Địa Tạng từng giảng, lễ bái tượng Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng sẽ được các thiện báo như gia trạch vĩnh an, kéo dài tuổi thọ, tật dịch chẳng đến. Nhưng vì sao nhiều năm nay con tụng kinh Địa Tạng và các kinh khác mà hiện tại lại bị đại nạn ập xuống như vậy? Bà nhà con nói, nếu như không học Phật thì chẳng đến nỗi con gái phải bệnh nặng như vậy. Vậy thì con e rằng, thân thích bạn bè vốn không tin Phật sẽ càng dèm pha chê trách, thậm chí còn làm lung lay tín ngưỡng của con. Xin hỏi sư phụ, con đã trồng nhân gì mà bị ác báo vậy? Hòa thượng ngồi xếp bằng trên tràng kỷ, đôi mắt hết nhẹ như đang lắng nghe. Thấy cư sĩ hỏi, ngài từ tốn đáp. Lời Phật là chân ngữ, thật ngữ, không gian dối, quyết chẳng gạt lừa người. Nhưng vì sao già ông gặp đại nạn như thế? Đây phải tự hỏi bản thân mình một chút. Như ông vừa nói, ngoài nguyên nhân cho con gái ông lao lực quá độ thành bệnh ra, bản thân ông có lỗi một phần. Tuy ông siêng năng học Phật, nhưng chẳng bỏ được tính cố chấp, độc đoán. Phật pháp
cùng thế pháp vốn vô phân biệt, nhưng ông lại cho đối lập nhau. Một mặt ông đem Phật pháp tích cực giới thiệu cùng mọi người, khiến kẻ nghe pháp được lợi ích, thậm chí giúp nhiều người ly khổ đắc lạc, đó là rất tốt. Nhưng ông cũng đem Phật pháp biến thành trói buộc, bắt vợ con nhốt trong khuôn khổ do mình định lập ra. Thậm chí khi vợ con ông ra ngoài đi đâu muốn trang điểm chút cũng bị ông phê bình cho một trận. Con cái ông thỉnh thoảng nếu nghe những khúc nhạc đang lưu hành thì xem như phạm vào đại kỵ, có lỗi với phép tắc đại giáo huấn của ông, lập tức sẽ bị ông nghiêm khắc quở trách. Nếu họ tạm có chút phản ứng, thốt lời phê bình hay tỏ thái độ không phục, thì ông lớn tiếng quát la, thịnh nộ như sấm rền. Ông lập tức biến thành pháp quan, một bề làm vệ sĩ hộ giáo. Như thế, trong thiên hạ chỉ có ông mới là người học Phật chân chính. Hễ nghe trong Phật môn có chút việc không đúng pháp, thì ông ghim mãi trong lòng, phê tam bình tứ. Tuy ông có chánh tri chánh kiến nhất định, nhưng mắt toàn chỉ thấy lỗi người, tâm chứa toàn thị phi phải quấy, và nhìn ai cũng thấy đều là ngoại đạo. Thế là rất sai. Ông phải biết mọi sự trên đời đều có nhân quả, mà người chân thật tu hành thì không nên dòm tìm, soi mói lỗi thế gian. Sai sót của ông chính là do quá chấp trước, nên đã biến tâm mình thành tâm ma, rơi vào cảnh quỷ. Thật ra, cũng có ma bên ngoài, nhưng không có gì đáng sợ. Người tu phải khéo biến ma thành thiện tri thức, giúp mình thành Phật. Năm xưa, lúc Phật Thích Ca làm ti nhân nhẫn nhục để vua Ca Lợi chặt thân thể, thì Ngài tuyệt không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Không những tâm chẳng sinh oán hận mà còn phát nguyện tương lai mình thành Phật rồi. Người sẽ độ đầu tiên là vua Ca Lợi. Đây mới là tấm lòng và cảnh giới tri kiến của Phật. Ông có biết, sau khi nổi nóng hầm hè với vợ con rồi, trong lòng họ thấy thế nào không? Do họ bị ông áp chế, khí oán giận không được bung ra, phải nén cả vào trong. Hơn nữa, ngọn lửa vô minh của ông, tùy theo tiêu chuẩn đạo đức ngày càng thấp của xã hội, mà càng cháy bùng dữ dội. Thế là người nhà biến thành nạn nhân, thành chỗ trút bực, trút giận của ông. Họ phải chịu đựng trường kỳ tháng năm như thế. Làm sao kham thấu? Ông hiện giờ là một người hai mặt. Một mặt là kẻ rất có ái tâm, là chồng tốt, yêu vợ, cha lành, thương con. Còn một mặt khác nữa lại là kẻ có tâm ma, hung ác, toàn gieo tổn thương trầm trọng cho quyến thân. Giờ đây, con ông dính bệnh hiểm, ông chẳng những không phản tỉnh để nhìn ra lỗi mình, ngược lại còn oán trách Phật Bồ Tát không che chở chúc phúc. Cho dù Phật Bồ Tát có đại thần thông, cũng không thắng nổi nghiệp lực của ông. Giống như hãng sửa xe trên thế giới, dù có kỹ sư bảo trì tối ưu, nhưng cũng không sao sửa nổi những chiếc xe bị ông mặc tình chà đạp, gây tổn hại. Con gái ông bị ép phải sống ngoan, sống tốt, đúng theo khuôn khổ ông chế định. Trong công tác, nó luôn ráng làm vượt thành tích cho mọi sự được đẹp hơn, tuyệt hơn. Vì vậy mà tinh thần, thể lực bị tiêu hao đến cực độ. Bữa dùng chay trưa, nó thường bị bạn bè hiếu kỳ, tranh nhau dùng hết, bản thân ăn không đủ no, lại chẳng muốn ăn ở ngoài. Tối đến về nhà, đói quá sinh mệt, ăn cũng không được bao nhiêu. Như thế lâu dần,
tạo thành nội thương bao tử do tích lao thành bệnh. Những thống khổ, u buồn trong tâm được che đậy bằng nhiệt tình công tác nội trội, đến mức bệnh nhập xương tủy mới đi bệnh viện thì đã muộn. Tôi nói tình huống vậy có đúng không? Ông còn trách Phật Bồ Tát nữa không? Những cư sĩ khác tại hiện trường đều bị lời của Hòa Thượng thu hút, hầu như quên mất nhân vật chính đang thịnh pháp. Bây giờ, nghe Hòa Thượng hỏi, họ đều quay sang nhìn ông, thấy ông hai mắt dán chặt vào sư phụ, lệ tuôn đầm đìa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, làm ướt đẫm cả một phần áo đôi vùng ngực. Mọi người đều thông cảm cho nỗi thống khổ của ông. Nghe Hòa Thượng hỏi, ông như sực tỉnh, lên tiếng yếu ớt. Bạch sư phụ, không lẽ con gái yêu của con hết cách cứu rồi hả sư phụ? Con gian xin ngài, hãy cứu cháu giùm đi. Con gian xin ngài mà, nó còn trẻ quá. Ông vẫn chưa hồi đáp, là những lời ta nói về tình hình của ông, có đúng không? Dạ đúng hết, hoàn toàn là đúng. Là do con thực hành và hiểu Phật Pháp không thấu đáo. Là tại con hại con gái yêu của con. Nó mà chết đi, con cũng không thiết sống làm chi nữa. Ông chết rồi, giờ ông sống nổi hay sao? Phần bụng trên của bà có một khối u cứng. 10 năm trước, ông đã từng sờ qua rồi. Nhớ không? Nghe đến đây, cư sĩ cả kinh thất sắc, òa khóc to, âm vang vang trời động đất. Từ sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông tuổi gần 60 bộc phát niềm bi thống dữ dội đến như vậy. Tiếng khóc của ông lớn đến nỗi làm chấn động và ù cả tai tôi. Chỉ thấy hai gối ông khuỵu xuống, hai tay không ngừng đánh vào đầu bình. Các cư sĩ gần bên vội giữ tay ông lại. Ông sầu đau cực độ, nói trong nước mắt. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, con tình nguyện xuống địa ngục vô gián, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không thoát ra, để xin đổi mạng cho con gái yêu của con được sống. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, là con có lỗi với bà vợ hiền huệ của con. 10 năm trước, con có sợ và biết bà có khối u cứng trong bụng, nhưng con không nghĩ nó sẽ đoạt mạng. Con thật là ngu si, lúc nào cũng cho mình là đúng. Con thường tuyên bố, người quản tôi chưa sinh ra, nghĩa là trên đời này không ai có thể quản được con. Con quá ngông cuồng kiêu mạn, tự sa vào tâm ma, quả báo vẫn là chính mình tự thọ. Con luôn cho rằng mình là người chồng tốt, cha lành, té ra chỉ là kẻ ôm tâm xấu hại người. Vợ của con 30 năm nay luôn tròn phận hiền thê, mẹ đảm, một bề phu sướng phụ tùy. Con muốn học Phật, bà cũng chiều. Con bắt ăn chay, cho dù trong lòng bà không muốn, nhưng cũng nguyện ăn chay theo con bao năm nay. Sau đó con đề xuất ngủ riêng, đoạn dục. Hễ con nói, bà dâng theo, chưa từng nghĩ đến tâm tư tình cảm của bà. Quên rằng, bà cũng là người biết buồn, vui, hờn giận. Con luôn cho mình là tu rất tinh tấn. Bây giờ con mới biết thế nào là học Phật đúng đắn. Con chính là ma quỷ luôn đem đến áp bức, thống khổ cho người. Vì con chỉ biết của mình, luôn cho rằng cái gì mình cũng đúng, cũng hay, không ai được phép cãi. Còn sống ích kỷ, tư lợi, sống luống uổng suốt bao năm nay. Trước đây, tôi chỉ nghe các bà, các cô, các má vừa khóc vừa rên. Hôm nay lần đầu tiên trong đời mới nghe được một nam tử 60 khóc hù hụ, kể lỗi mình sùm, vừa khóc vừa than vừa sám hối. Nếu như ông không thật tâm sám hối, sao có thể thốt ra những lời chẳng màng đến thể diện mình như thế? Trong phòng khách, bên phía quý bà đều bật khóc thành tiếng, còn quý ông thì không ai là không rơi lệ. Lúc này, tôi phát hiện, chỉ có sư phụ là điềm nhiên, đoan tọa, đôi mắt hơi khép của ngài khẽ động đậy. Trong lòng tôi bỗng nổi lên nghi vấn, trước tình huống cảm động này, vì sao sư phụ không chút xót thương,
mà cứ ngồi bất động như thế. Sao ngài không mau mau nghĩ khách, phá giải giúp cho họ? Bỗng, sư phụ khai khẩu, nhưng chẳng hề mở mắt. Tuy âm thanh ngài không lớn, nhưng có đủ sức mạnh, khiến các tiếng khóc nghẹn ngào ngưng bặt ngay. Ta đâu có nói là con gái ông nhất định phải chết. Sao ông chẳng hỏi phương pháp cầu sống? Dạ. Không khí trong phòng như ngưng động. Mọi âm thanh hoàn toàn im bặt. Lão cư sĩ bỗng quỳ mọp trước sư phụ, dập đầu lia lịa, nghe vang thành tiếng. Tại hiện trường, mọi người đều quỳ xuống hết. Sư phụ giống như không nhìn thấy cảnh tượng xúc động này, vẫn bình tĩnh, từ tốn nói. Phật Pháp là diệu Pháp, tất cả duy tâm tạo. Tâm có thể khiến ông đọa địa ngục, có thể khiến ông thành Phật, có thể khiến ông bị bệnh, tử vong, cũng có thể khiến cho ông hóa giải hàn băng, chuyển nguy thành an. Chú Đại Bi là thuốc hay vạn năng, khéo trị 84.000 chứng bệnh, nhưng cần phải sám hối chân thành, thì tác dụng thuốc mới phát. Nếu như con gái ông lành bệnh rồi, ông có còn nóng nảy, độc tài, áp bức nữa chăng? Quyết không, con sẽ không dung dưỡng các tật xấu đó nữa. Con sẽ đổi mới, làm lại từ đầu. Tốt lắm. Nếu muốn thành Phật, trước phải thành người hoàn mỹ. Phật đối với tất cả chúng sinh đều từ bi. Phật là bậc đại giác, có thần thông trí huệ cao tột. Nhưng ngài chưa bao giờ nổi nóng cáo giận chế đệ tử, chưa hề la hét chửi mắng ai. Pháp Phật giảng là giúp người minh lý, hiểu rõ đạo rồi, thì trong sinh hoạt ngày thường, trong công việc thực tiễn, luôn thực hành Phật Pháp. Đây gọi là minh lý tức sự. Chúng ta ngày ngày đều gặp rất nhiều việc xảy ra ngoài dự tính, bởi vì quý vị đã minh lý, đã hiểu Phật Pháp, cho nên không để những cảnh đó chuyển, mà sẽ như Pháp giải quyết, xử lý sự việc. Đây chính là minh lý tức sự. Người tu hành mà phát cáu, nóng nảy, hét la ọm tỏi là tối đại kỵ. Có câu, lửa sân thiêu hủy rừng công đức, tuyệt không phải là lời hư vọng. Đã là đệ tử Phật mà không sửa đổi, không từ bỏ tính xấu này, thì cho dù cả ngày tụng nhiều bộ kinh, giảng pháp nhiều lần, độ biết bao người học Phật, thì bản thân cũng không ra khỏi tam giới. Để cho tính khí nóng nảy sân giận bộc phát là biểu hiện bản thân mình đang quá vô minh. Vô minh nghĩa là không sáng. Bản thân quý vị Phật Pháp không sáng tỏ, thì làm sao có thể độ người viên mãn được? Trong thời đại hiện nay, con trai, con gái, chỉ cần có chánh tri, chánh kiến, có thể giữ ngũ giới thập thiện, thậm chí có thể ăn trường trai, đều là việc khó làm, rất hiếm, rất quý. Nếu như ông cứ chấp nhất, cứng cỏi, vì cầu toàn mà khư khư đem giới luật của người xuất gia áp đặt cho hàng tại gia, rồi ép buộc, quở trách họ, như thế là quá ngu si. Đi giống như kéo mạ thuốc lớn. Làm vậy chỉ khiến người đánh xa Phật Pháp, biến Phật Pháp thành khủng bố, đe dọa, áp bức. Chẳng phải Lục Tổ từng giảng, nếu lìa thế gian tìm con đường giác ngộ thành Phật, giống như tìm sừng thỏ, vĩnh viễn không tìm được. Con gái ông ra ngoài, có thể điểm trang chút ít, hay mặc y phục lịch sự xinh đẹp, có thể cùng chúng bạn thưởng thức những ca khúc đang lưu hành, miễn là nội dung âm nhạc lành mạnh có ích, thì đều được cả. Không bắt buộc họ phải suốt 24 giờ niệm Phật mới là tinh tiến. Ông phải hiểu rõ Phật Pháp như thế này. Tự thúc liễm ngôn hạnh, giữ gìn tác phong của mình chuẩn mực, cũng chính là niệm Phật. Sống trong thế gian, đối diện mọi hình sắc, cảnh duyên,
phải luôn có con mắt sáng suốt, biết tuyển trạch pháp nhãn. Ưng vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Mỗi ngày, buổi tối trước khi ngủ, ông nên sắp xếp tĩnh tọa chừng 40 phút, niệm Phật hoặc trì chú hay tu pháp môn nào đó hợp với mình, nhằm giúp tĩnh tâm, mục đích giải trừ mỏi mệt cả ngày, cũng tính là khóa tu tối thường nhật. Được rồi, chúng ta đã minh bạch chân tướng vũ trụ, tức là nhìn thấu phá, nhìn ra rồi thì phải buông. Thì ông so với hàng tục nhân chưa nhìn thấu, càng chẳng tự tại. Bởi vì trong lòng ông, ngoài 84.000 phiền não trần lao ra, còn bị áp lực Phật Pháp đè nặng. Bây giờ, xin chư vị hãy buông hết tất cả, để được đại tự tại. Mỗi cá nhân nên quý người bạn hữu duyên ở bên cạnh mình. Là đệ tử Phật, ta đối với động vật có thể sinh lòng từ bi. Vì sao lại cư xử vô tình với người bên cạnh, làm tổn hại thân nhân mình? Ông bao niên kỷ mới tin Phật, bao nhiêu tuổi mới trì giới? Có cư sĩ tin Phật mấy mươi năm rồi, đến nay chẳng phải vẫn còn ăn tan tịnh nhục ư? Ở đây tôi không nói đúng hay sai, mà chỉ nói vấn đề thời cơ, nhân duyên thôi. Hãy căng đến rằm thì tròn. Cả nhà ngồi chung một bàn, có kẻ ăn thịt uống rượu, có người ăn chay tin Phật. Thế thì một bàn cứ chia hai mâm, chẳng có gì là không đúng. Thế giới này chính là một bàn nhiều mâm mà. Lục tổ trong hoàn cảnh thắt ngặt, đặc biệt vẫn phải phương tiện ăn rau cạnh thịt. Rau ấy có dính vị thịt chăng? Chẳng ảnh hưởng đến việc thành tổ của ngài. Không nên vừa hiểu chút Phật Pháp, liền lập ta ở trọng rồi khoa chân múa tay làm cảnh sát trong Phật giáo. Một bề kiểm soát áp đặt, bắt bẻ lung tung. Đến khi ác quả thành hình, thì hối hận đã muộn. Đạo Thiên Chúa, tinh lành, vạn bác ái, đây cũng là quan điểm của Phật giáo. Chúng ta cần dùng tâm bồ đề bác ái của Phật, cảm hóa chúng sinh, tiến vào Phật môn. Chứ đừng dùng phương pháp tranh đấu, chỉ trích, quở mắng, rầy la. Được rồi, cư sĩ mong giúp con gái ông chuyển nguy thành an. Thì 8 giờ sáng mai, ông lên đại điện bắt đầu lễ Phật, tụng 7 biến sám đại bi, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Xin ông nhớ nhắc con gái, ngày mai, cháu ở nhà, bản thân cũng phải bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, tụng cho đến khi cháu hoàn toàn bình phục, và từ đây về sau, cháu hãy chuyên tụng kinh Địa Tạng. Còn phần ông, ngày mai lễ xong, sám đại bi rồi, thì bắt đầu lễ 3 bộ lương hoàng sám. Lúc bái sám, phải dùng tâm thành lễ bái, giống như ông vừa thành tâm sám hối hồi nãy đó. Nếu không thành tâm, thì sám hối tụng chú gì cũng chẳng linh. Phải khắc cốt ghi tâm, thành ý hết lòng mới có thể chiêu được cảm ứng, chấn thiên động địa, phần các cư sĩ. Quý vị có chịu làm công đức này không? Chúng con đồng ý ạ. Âm thanh hồi đáp vang vọng, làm rung chuyển cả mặt kính lưu ly trong phòng. Hòa thượng mỉm cười, nở nụ cười hoan hỷ như trẻ thơ. Khuôn mặt tuổi tác của ngài tươi như đóa sen mùa hạ, khiến mọi người xúc động, chiêm ngưỡng không rời. Các đệ tử đều biết, hòa thượng xưa nay không hề vọng ngữ, chỉ cần bạn làm y theo lời ngài dạy, thì sẽ ly khổ đắc lạc. Trước khi kết thúc, hòa thượng ngâm một bài thơ cho người suy gẫm. Không tức sắc, sắc tức không, Phật Pháp diễn giải vô cùng thâm sâu. Đem thân hành Pháp nhiệm màu, giúp người tỉnh giác tiêu sầu hết mê. Trong biển khổ hiện bồ đề, muốn thành Phật
phải oai nghi thiện lành, độ mình độ khắp chúng sinh, học gương hoan hỷ, thấu tình cảm thông, lòng bao dung tợ hư không, có đi có đến, chẳng canh chẳng dùng, trung đạo hữu hiệu vô cùng, rất là thích hợp, nên thường hành luôn. Sống lại. Cư sĩ Tịnh Hằng từ nhỏ nếp sống gia đình nghèo khó, nếm đủ bức bách gian nan, đến khi trưởng thành có được sinh hoạt như ý thì ông lại nhân đó mà tạo nhiều ác nghiệp, khiến cuộc sống tái phát đủ điều bất hạnh. Mãi đến khi ông tiếp xúc được với Phật pháp, biết nghe kinh tu tập, nghiêm trì giới luật, đoạn ác tu thiện, thì ông mới có được hạnh phúc tái tạo cuộc đời mới, sống lại lần nữa. Chúng ta hãy nghe ông thổ lộ những lời chân thành tận đáy lòng. Tôi sinh ra tại một tiểu trấn hẻo lánh thuộc tỉnh Tô Giang, phố Dương Châu. Lúc còn nhỏ, cuộc sống nhà tôi tương đối khó khăn. Từ lúc có ký ức, tôi nhớ phụ thân mình là cán bộ công xã. Ông là người hào sảng, nhanh mồm lẹ miệng, thẳng thắn, có rất nhiều bạn nhậu. Nên trong nhà thường có khách lui tới, phụ thân tôi là một cán bộ trụ dẹt bê tha. Khi tôi lên trung học, thì do những mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan, ông bị khai trừ, cách chức. Việc này đã làm ảnh hưởng và thay đổi số mệnh của cả nhà chúng tôi. Do quan lộ bất như ý, nên phụ thân của tôi suốt ngày thở vắng than dài, giống như biến thành một con người khác vậy. Mẹ tôi cũng thành là chỗ cho ông trút giận. Để lấy lại thể diện đã mất, phụ thân của tôi chẳng thèm nghe lời mẹ tôi năn nỉ khuyên lơn. Ông đi mượn giai thân thuộc, mở một lò than. Không bao lâu, lò hầm than làm ăn thất bại phải đóng cửa. Phụ thân của tôi không những chẳng thu về được một xu nào, còn khiến gia đình chúng tôi lâm vào cảnh bần cùng cực điểm, vì cả nhà phải gánh lấy món nợ kết xù tới một vạn 5.000 đồng. Vào năm 1981, cái thời đó, thì đây là một con số kinh khủng, nhà tôi căn bản là vô phương trả. Mẹ tôi càng tiêu tụy buồn rầu khi chứng kiến chồng làm ăn thất bại. Đối diện với cái nghèo rớt mồng tơi của gia đình, không mong gì có thể ngóc đầu lên. Trong cơn tuyệt vọng, đã mấy lần mẹ tôi muốn quyên sinh để kết thúc cuộc đời đau khổ. Nhưng ngoảnh lại nhìn đám con còn quá nhỏ, bà đành nuốt lệ ráng sống, không nỡ bỏ mặc chúng tôi. Khi đó bốn mẹ con tôi ôm nhau mà khóc, vì không biết đường nào để đi, ngõ nào để sống nữa. Mỗi khi sắp đến Tết, nhà nhà đều hớn hở chuẩn bị năm mới. Chỉ riêng cô nhà chúng tôi là điều hiu, lại còn phải đóng chặt cửa nữa. Trong khi ở bên ngoài, chủ nợ hung hăng, hét đòi, cả nhà thì bị lăng nhục đủ lời đủ kiểu. Cần thấm thía thế thái nhân tình bạc bẽo quá. Cha tôi cũng nhân đây mà biến thành một con người trầm mặc ít nói, buồn phiền không nguôi luôn. Sau đó mẫu thân của tôi dẫn tôi và anh hai đi đến tận nhà cầu xin thông cảm. Bà vừa đi vừa khóc và nói, tiền thiếu các vị chúng tôi nhất định sẽ trả. Tôi xin dùng tánh mạng của mình để đảm bảo. Trong cái cơn gió lạnh, mẹ tôi rơi lệ đầy mặt. Còn tôi và anh tôi thống khổ đến nghẹt thở. Lúc đó tôi mới có 17 tuổi. Toàn bộ sinh hoạt gia đình đều trút hết vào đôi vai gầy yếu của mẹ tôi. Sau đó, quốc gia cải cách, mở mang chính sách. Tôi cũng tham gia công tác. Cả nhà chúng tôi đồng tâm hiệp lực, dốc hết sức làm lụng. Cuối cùng cũng trả hết nợ, và còn để dành được một chút ít. Từ đó cuộc sống bắt đầu đi lên, và tôi vào làm cán bộ ở cơ quan. Vậy là nề nếp sinh hoạt phóng túng lại bắt đầu nữa. Do tôi nghĩ, hồi nhỏ mình nghèo quá, bây giờ cuộc sống tốt lên rồi, thì cũng hưởng thụ một chút cho nó đã chứ. Vậy là tôi lao mình vào cuộc ăn chơi đàn điếm, ngày ngày nhậu nhẹt bí tỉ đến say mềm.
nhịn đủ thói hư tật xấu hết trơn á. Hút thuốc nè, uống rượu nè, bài bạc, sát sinh, tà dâm nữa. Tôi còn ăn tươi nuốt sống động vật. Không ác nào mà tôi không làm. Tôi phạm rất là nhiều điều tệ ác. Vậy là con đường quan lộ bắt đầu không hanh thông rồi. Không những tôi bị cơ quan giáng chức, mà trong gia đình luôn xào xáo. Vợ chồng gây cãi sùm. Con cái thì học tập sa sút cực độ. Sau khi bị mất chức, tôi dời nhà đến Vô Dương, mở một tiểu điếm, duy trì kế sống. Mặt trời cứ mọc rồi lặn. Cứ vậy ngày qua ngày, cuộc sống của tôi vẫn như xưa, không có gì khởi sắc. Tôi bắt đầu thở dán than dài, khi nhận ra được tình cảnh mình giống hệt như phụ thân của tôi hồi xưa. Hôm nọ, ở dưới lầu chúng tôi tình cờ gặp một cư sĩ, nay là sư huynh của tôi. Ông kể cho tôi nghe các chuyện về Phật giáo và tặng tôi một cuốn sách Biển Giác Thuyền Từ, tức là Giác Hải Từ Hàng, và một cuốn kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ. Vừa vào nhà là tôi nôn nóng mở ra xem liền. Hai cuốn sách này thu hết chú tâm của tôi giống như 500 hút sắt vậy đó. Tôi xem một lèo là hết ngay. Lúc này trời cũng đã sáng. Từ đó, tôi đối với các điểm tích Phật giáo rất ưa thích. Xem không rời tay, tôi còn nỗ lực tinh tấn hành theo nữa. Tôi thầm phát nguyện, Phật Pháp có khó nghe thì con cũng đã nghe được. Đời này con nhất định nguyện tu sửa cho liễu sinh thoát tử mới thôi. Kể từ đó, tôi theo sư huynh bước vào con đường học Phật. Nhìn thấy tôi thay đổi tốt lên từng ngày, vợ và con của tôi cũng rất là ngưỡng mộ, hớn hở gia nhập hàng ngũ tu tập theo. Cả nhà chúng tôi may mắn biến thành một gia đình Phật hóa. Tôi và vợ đồng phát nguyện, từ nay thể dứt ăn mặn, nguyện ăn chay vĩnh viễn. Tôi còn quyết định bỏ hút thuốc luôn nữa. Kỳ lạ là hồi trước tôi cũng từng cai, từng bỏ thuốc nhiều lần rồi, nhưng mà càng bỏ lại càng thèm. Nhưng mà lần này lạ nghe, tôi có thể từ bỏ với tâm hết sức thanh tịnh, nhẹ nhàng thư thái, triệt để dứt khoát luôn. Điều này khiến tôi vừa mừng vừa xúc động. Quả là chư Phật Bồ Tát từ bi không bỏ một chúng sinh nào hết. Hiện nay, hàng ngày tôi kiên trì tụng kinh, bái Phật, niệm Phật, chép kinh nữa. Mỗi ngày vào mùng một với ngày rằm, thì tôi hướng dẫn gia đình đi phóng sinh nè, làm nhiều việc thiện, đồng thời còn đối chiếu theo kinh Phật dạy, lo kiểm điểm từng hành vi tạo tác của mình nữa. Tôi thừa biết mình tật tánh nặng nề, nên đã bao lần ở trước mặt Phật rơi nước mắt, thành tâm sám hối, khẩn cầu chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ, tiếp thêm sức mạnh cho tôi sửa đổi thành công, giúp cho tôi luôn nhận ra lỗi sai để kịp thời dứt khoát, từ bỏ không tái phạm nữa. Kể từ sau khi học Phật, suốt mấy năm trì giới hành thiện, số mệnh tôi đã chuyển tốt. Có rất nhiều khách nghe danh ngưỡng mộ tìm đến bàn việc làm ăn, tới giờ vẫn còn hợp tác nữa. Hiện nay tôi còn mở thêm một chi nhánh, công việc rất là phất. Kể từ lúc ăn chay rồi, huyết áp của tôi không có cao, chứng mất ngủ cũng hết luôn. Cái chứng liệt nhẹ dần dần cũng khỏi nữa. Sức khỏe cả nhà tốt lên rất là nhiều. Kể cả cha mẹ của tôi ở Diễn Phương Dương Châu, thân thể cũng rất là khang kiện. Từ lúc học Phật cho đến bây giờ, người xung quanh rất quý mến tôi, quý trọng tôi ngày ngày càng nhiều đó. Mỗi ngày qua, tâm tư của tôi rất là thư thái. Trọn ngày làm việc mà không thấy mệt. Sinh hoạt thì luôn điều chỉnh tốt, ngủ dậy sớm. Hàng ngày, hạnh phúc nhất là được ở trước mặt Phật đường, tụng kinh bái Phật, pháp hỷ sung mãn. Phật Pháp thật là càng hiểu càng thú vị. Con trai của tôi cũng thay đổi rất là mạnh. Ngày xưa tính nó rất là hướng nội, tự kỷ lắm. Nhưng bây giờ nó siêng năng tụng kinh. Kinh Địa Tạng, nó không từ bỏ một ngày nào hết. Tính tình của nó vui vẻ, cởi mở vị tha. Công việc của chúng tôi thì tùy theo ước muốn mà tự thành. Vợ tôi cũng tinh tấn tu hành. Cả nhà chúng tôi đều được Phật Pháp tẩy gội, sống rất là hòa thuận vui vẻ. Đồng hưởng hạnh phúc, tự tại, sướng lắm. Ta nói Phật Pháp kỳ thực, nó kỳ diệu lắm. Là Pháp bảo sáng tạo hạnh phúc thần kỳ ở dân gian hay sao đó. Tôi xin lấy kinh nghiệm của bản thân mình làm chứng, để chia sẻ và mách cùng quý vị nè. Các vị hãy tránh ác, hành thiện,
thường kiểm điểm lỗi sai, để thiện hóa thân tâm, cẩn trọng răn dè, giữ gìn thân, khẩu, ý trong từng hành vi. Hay phát nguyện, nghiêm trì với giới luật, không nên tùy tiện phóng dật, mà sa vào lưới tà, nghiệt ác đó. Tôi mong rằng câu chuyện có thật của mình sẽ khích lệ, giúp ích cho mọi người, ha. Mong các vị trong những ngày tháng còn sống này, ai cũng phát tâm, tinh tấn học Phật, tu hành, tự độ mình, độ người. Tôi mong mọi người đều thoát khỏi phiền não đau khổ, vượt qua biển lớn sinh tử, đến bờ giác thanh tịnh, tịnh hằng. Phật giáo ban cho ta nền giáo dục ưu mỹ, giúp nhân loại chuyển hóa số mệnh bản thân cực kỳ hữu hiệu. Nếu như người người đều biết có thể y pháp phụng hành, thì ai cũng có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh. Pháp có chánh pháp. Hỏi: trong thời kỳ mạt pháp, người giảng tà pháp quá nhiều, kẻ không tuân thủ giới luật càng nhiều hơn, có phải là Phật pháp kể từ đây sẽ càng ngày suy vi, phát không nổi chăng? Đáp: không phải vậy. Theo như tôi biết, thì bất kể giới xuất gia hay tại gia đều có nhiều người âm thầm tu hành. Tôi không tiện bàn về người xuất gia, chỉ có thể đem những câu chuyện cư sĩ tại gia tu hành thực tế kể cho bạn nghe. Trong Báo Ứng Hiện Đời tập 1, tôi đã lược thuật chuyện Tiên Sinh Dạy Học. Giờ xin nói rõ hơn. Đôi vợ chồng này, người chồng năm nay 29 tuổi, vợ anh 32 tuổi. Con họ bị thầy thuốc chẩn đoán là bại não. Hiện nay bé được 4 tuổi, trông rất thông minh xinh đẹp, trí tuệ, và số đo IQ vượt xa những trẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thí như, bạn chơi trò biến hóa ảo thuật với bé, giấu vật gì đó, bé không những biết bạn đang lừa nó, mà lập tức có thể tìm ra vật bạn đang giấu. Khi đi đường, bé rất nhút nhát, vì không thể giữ thăng bằng, phải nhờ người lớn dắt mới có thể đi được. Hiện bé vẫn còn đang cố gắng luyện tập, nhưng tiến triển như vậy, so với lời bác sĩ tuyên bố, em bé này sẽ không thể ngồi được, thì quả là đã tiến bộ rất xa. Bé có thể nói các từ đơn giản với ba mẹ, ông bà, hễ đói, thì em kêu ba mẹ, hoặc là vỗ bụng, chỉ vào miệng mình. Khi muốn đại tiểu tiện, thì bé kêu ba mẹ, hoặc diễn tả bằng động tác. Cái hay là, ban đêm, bé ngủ, cũng chẳng hề đại tiểu tiện ra giường. Hễ cần đi, là nó đánh thức ba mẹ, bày tỏ. Nếu như người bé ưa thích đến thăm, họ vừa lên tiếng ngoài cổng, là trong nhà bé đã mừng rỡ, khoa tay múa chân. Mấy ngày trước, tôi gọi điện cho mẹ của bé. Em đợi cầm điện thoại và mừng rỡ bập bẹ. Ông ơi! Ông ơi! Chẳng cần ba mẹ bé kể, tôi nhìn mức độ tiến bộ của bé mà trong lòng cảm thấy rất vui và an ủi. Hòa thượng Diệu Pháp ban cho bé tên là Huệ Hân. Hôm nay, quả nhiên đã ứng nghiệm. Sư phụ nói, Huệ Hân thay đổi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng. Tương lai, không những cháu có thể tự xử lý, mà sẽ hoàn toàn bình thường, và còn có thể khai mở trí tuệ trước năm 20 tuổi. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, hỏi sư phụ. Huệ Hân là từ cõi súc vật, thuộc loài heo chuyển sinh lên. Sao có thể khai mở trí huệ? Sư phụ đáp. Ông giáo dạy học, nhân gì nói bậy. Những gì Phật giáo rao giảng toàn là hư dối. Còn đem uy tín danh dự mình ra bảo đảm, làm lỡ mất cơ duyên học Phật của bao người. Nên sau khi chết, bị đọa làm heo. Nhưng kiếp trước nữa, ông giáo này đã từng là một hòa thượng rất có tiếng tăm danh vọng vào thuở đó. Về sau, do dâm tâm chưa sạch, nên chết rồi quay lại nhân gian, xin làm ông giáo sư nọ. Hai đồ đệ của ông cũng giống vậy. Do tình ái chưa đoạn, nên cùng đến nhân gian làm học trò của ông. Tiên sinh dạy học này, do một bề ôm tà kiến, tuyên bố sai, diệt mất cơ duyên học Phật của bao người. Do tội đó,
mà chết rồi phải mang thân heo. Còn hai môn sinh của ông, sau khi bệnh và chết đi, họ lại tiếp tục sinh vào nhân gian, kết làm vợ chồng. Bởi vì họ có sở thích rất ưa ăn thịt đầu heo, nên duyên nghiệp chiêu cảm thành cha mẹ Huệ Hân. Cũng có thể nói, Huệ Hân đời trước là con heo, tiền thân heo là ông giáo sư, tiền thân ông giáo là một tu sĩ có đạo hạnh, nhưng tâm dâm chẳng trừ. Còn cặp vợ chồng trẻ ưa ăn thịt heo, chiêu cảm sinh đứa con bị chứng bại não. Bại não là ngu si, mà nhân của ngu si chính là do làm thầy có uy tín, địa vị cao, mà nói lời cẩu thả, làm chướng ngại việc tu tiến của người, khiến người bỏ ý định học Phật. Lại suy tiếp nữa, thì ngu si chính là do tâm dâm chưa trừ. Dâm tâm chính là nam nữ ưa gần gũi chung chạ. Đây cũng có thể nói là thánh xưa khi tạo chữ đã đem chữ hôn thuộc cụm từ kết hôn. Trong đây có bộ nữ đứng cạnh chữ hôn, hàm ý là có nữ nhân ở bên cạnh thì trí óc mờ mịt, u ám, phát mê muội. Đó chính là nguyên nhân ngu si. Thế nên, trong tứ trọng thanh tịnh minh hối, nơi Kinh Lăng Nghiêm, Phật đã dạy: ông tu tam muội muốn thoát trần lao, tâm dâm chẳng trừ, trần không thể thoát. Cha mẹ Huệ Hân, từ khi hiểu rõ Phật Pháp rồi, nhất tâm quy y Phật Pháp Tăng, không những dứt trừ ăn mặn, mà vợ chồng còn đoạn dục khử ái. Không những bản thân tự tụng kinh niệm Phật, còn hướng dẫn Huệ Hân niệm Phật, bái Phật. Ngôi nhà họ trước mắt ta đã hiện thành một ngôi tự viện tỏa ánh kim quang. Dù đang là cư sĩ tại gia, nhưng cả ba người họ đều đã thầm hiện tướng xuất gia. Trí tuệ Huệ Hân, thuở là tăng sĩ trong kiếp trước, sẽ có ngày hồi phục, được xem trọng. Mùa hạ năm nay, tôi kết bạn cùng sư đệ Khóa Bồi, dẫn theo một số bằng hữu là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp, tiện đường ghé thăm nhà ba mẹ Huệ Hân. Lời sư phụ nói cuối cùng cũng được kiểm chứng. Lưu cư sĩ, cha của Huệ Hân, ngồi trước mặt tôi. Thân cao vừa tầm, dáng nho nhã thư sinh. Lý cư sĩ, vợ của anh, tuy là công dân hãng Mai, song nhìn giống như giáo sư trung học. Dung mạo của cô mỹ lệ, nhưng không mất vẻ trang nghiêm, nhìn chẳng có vẻ gì là lớn hơn chồng 3 tuổi cả. Trò chuyện một hồi, tôi nhìn thấy nơi hai cổ tay anh Lưu có vết bỏng dài còn đỏ. Có lẽ là mới bị bỏng gần đây, nên trong màu sẹo hãy còn non. Tôi hỏi nguyên nhân, anh Lưu thật thà khai báo. Dạ, vợ chồng chúng con nhân vì Huệ Hân bệnh, mà được biết đến Phật Pháp, hiểu đạo rồi, thì đồng phát thệ từ nay quyết tâm tu hành thoát ly tam giới, bởi do gieo nhân ái luyến mới thành vợ chồng. Vì niệm ái mà kết hôn sinh con, rước vào đủ thứ phiền não khổ đau. Chúng con dâng theo lời Phật dạy, lại nhờ xem qua sách báo ứng hiện đời, hiểu rõ về các chuyện kiếp trước đời này, nên quyết tâm đoạn dục khử ái, đã cùng nhau thắp hương thệ nguyện. Hơn nửa năm nay, chúng con vẫn ngủ chung giường, mà không sao, thảy đều bình an vô sự. Nhưng cách đây nửa tháng, một hôm, không biết ma lực nào xuôi ám, khiến dục tâm con nổi lên mãnh liệt, khó bề khống chế, ngay lúc đó, con vội nhảy ra khỏi giường. Quỳ trước Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu Ngài gia trì giúp con thêm sức mạnh để bình tâm, định tĩnh. Khi ấy, con đã dùng hai cổ tay kẹp chặt vào ngọn lửa cây hương to đang cháy, quyết tâm dùng lửa cây nhang xua đuổi tà tâm và cầu Phật lực gia trì. Kể đến đây, anh Lưu trang trọng nói, vợ chồng chúng con đã nhất quyết đoạn trừ tâm dâm, xin tôn ông chuyển lời, thưa với sư phụ giùm,
chúng con nhất định sẽ làm đệ tử xứng đáng của sư phụ. Tôi bị vợ chồng anh Lưu làm cảm động đến rơi lệ. Bọn họ tuy tuổi còn trẻ, nhưng có khí phách, dũng cảm, khiến cho nhiều lão cư sĩ phải cảm phục, tự hổ thẹn thầm. Mọi người đều quý mến họ. Tôi hỏi. Lần này tôi viết tiếp cuốn Báo ứng hiện đời tập 3. Tôi có thể ghi chuyện anh chị vào được không? Chị vợ đáp. Việc phát thệ tu hành, nguyện từ bỏ ái dục, giống như chúng con cũng có 3-4 cặp phu thê thực hiện rồi ạ. Do cư sĩ Quả Bồi thường hướng dẫn chúng con tổ chức pháp hội Lăng Nghiêm, nên đa số chúng con ai cũng đều thuộc chú Lăng Nghiêm và 4 lời dạy quan trọng trong kinh Lăng Nghiêm. Các Phật tử nhỏ từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi, ai mà không thuộc chú Lăng Nghiêm đều cảm thấy rất hổ thẹn ạ. Nhóm bạn đạo chúng con thể vừa phát tâm học Phật là lập tức từ bỏ ăn mặn. Trong số này có cư sĩ Hồng Bân, lúc đi tắm hơi thì quen biết cư sĩ Ngạn Tân và được dắt đến gặp cư sĩ Quả Bồi. Sau khi xem Báo ứng hiện đời rồi á, ông Bân liền hướng dẫn vợ và các con tu tập, từ đó đoạn tuyệt ăn mặn. Gần đây nghe nói cả 2 vợ chồng họ cùng phát thệ khử ái đoạn dục, dù tu tại nhà nhưng lòng vẫn nhất quyết phải liễu sinh thoát tử. Chúng con cảm thấy những lời Phật dạy đều là chân lý, nên nguyện tuân theo, y đó thực hành, chỉ mong được làm đệ tử xứng đáng của Như Lai, chứ chẳng phải mình là kẻ tài ba giỏi giang gì đâu. Còn vốn muốn xin giáo sư đem chuyện Huệ Hân viết ra, kể rõ khi con chào đời, thì giữa bụng và 2 bên lưng đều có 1 đường ngấn dài, các bệnh viện đều có nói bị chứng mất sắc tố, và nói đây là chứng bệnh di truyền của gia tộc, nhưng 2 họ nhà chúng con đều không ai bị như vậy. Cổ chân và cổ tay của Huệ Hân cũng có làn ngấn tương tự như vậy. Hôm nọ, trong khi tỉnh tọa, con đột nhiên thấy mình vào lò giết heo, thấy một con heo bị trói 4 chân. Sau đó, bị giết rồi, người ta còn ném nó vào nồi nước nóng, khiêng đi cạo lông. Tiếp đến, dùng côn sắt chim vào giò cản bụng nó, rồi nện đập 4 chỗ này. Sau đó người ta thổi hơi vào mồm nó, khiến bụng heo phình lên như quả cầu. Tiếp đến, họ dùng dây cột tay chân miệng heo lại, ngăn không cho khí tuôn ra, rồi dùng côn sắt đánh lên mình heo. Sau này con hỏi thân phụ mới biết, người ta làm vậy để cho nước trong nội tạng và da thịt phân ly. Mặc dù heo đã chảy hết máu rồi, nhưng lúc bị đánh, thân vẫn còn hằn lên những đường nhợt nhạt như bị tắc nghẽn máu hiện trên da thịt. Cuối cùng á, thì nó bị phanh thây mổ bụng. Lúc này con chợt hiểu ra, các đường hằn trên mình Huệ Hân, bác sĩ nói là bệnh mất sắc tố, thực chất là do heo bị giết đánh lên lưu vết tích. Xem như đây là kiểm chứng là hòa thượng diệu pháp rồi, rất chính xác. Kiếp trước đời sau, luân hồi lục đạo là thật có. Nhân quả báo ứng hoàn toàn chân thực, chúng con hy vọng đem chuyện nhà mình, cảnh tỉnh những gì đệ tử Phật không nghiêm trì giới luật, bởi vì chỉ có giữ giới, sám hối, mới tiêu trừ nghiệp chướng, thực tâm hành pháp mới ly khổ đắc lạc. Những lời ba mẹ Huệ Hân nói, khiến người cảm động. Mẹ cháu vẫn muốn cho Huệ Hân chụp ảnh để tôi đăng lên sách, để người tin đây là chuyện thật. Nhưng tôi từ chối. Mặc dù hiện giờ cháu còn bé, nhưng sau này cháu sẽ lớn lên. Tuy trình độ viết văn của tôi không giỏi, nhưng tôi cho rằng, dù không đăng hình, độc giả vẫn có thể tin đây là chuyện thật, và hiểu rõ lý nhân quả. Tôi tuyệt, chẳng dám viết chuyện bịa đặt gạt lừa người, bởi làm thế, chính là phản bội nhân quả. Chỉ nhìn sơ qua địa phương nhỏ bé này thôi, đã thấy có rất nhiều cư sĩ tu chân thành. Như thế đủ chứng minh, thời này, tuy mạt pháp mà không mạt, vì còn rất nhiều đệ tử Phật tinh tấn tu hành trong biển người mênh mông. Trong Phật môn từng nói, có người ẩn tu ở thâm sơn, có người tu thầm nơi phố thị, đệ tử Phật không tranh, không tham cầu, không tư lợi ích kỷ, không vọng ngữ. Tất cả những ai tu hành chân chính, dù là cư sĩ tại gia, thì vẫn có thể thành đạo nghiệp. Còn như trong đạo tràng xảy ra những hiện tượng trái đạo, thậm chí xuất hiện tà sư thuyết pháp, thì đây há chẳng phải là thử thách, là khảo nghiệm đối với chúng ta ư? Không có tà, thì sao hiển chánh được? Không có ma, thì sao có Phật được? Chư vị đại đức cao tăng từng dạy chúng ta, ma là giúp chúng ta tu thêm kiên cố, ta phải biến ma thành bậc thầy nghịch hành hỗ trợ, chẳng phải là tạo thêm lực đẩy
giúp ta tu giỏi hay sao? Đối với những ai không tuân thủ quy củ của Phật, ta chỉ cần đừng lý tới họ là xong. Gặp kẻ giảng tà pháp cũng là dịp khảo nghiệm xem chúng ta có con mắt biết phân biệt chánh pháp hay không. Xem như đây cũng là thử thách. Nếu giận họ thì ta cũng giống như họ thôi. Hòa thượng Diệu Pháp từng khai thị: Mạt thế thuyết pháp có sai có đúng, nên xả thì xả, nên dùng thì dùng, tùy duyên hóa độ. Cuối cùng xin kết thúc bằng hai câu: Như như bất động, nào sợ tham sân tật đố, nhất tâm bất loạn, nào quản hổ đấu lông tranh. Các bạn trong chết được sống. Thông thường, người ta chỉ khi nào lâm vào bước đường cùng mới khởi ý đến với Phật Pháp, cầu gia hộ. Lúc đó nếu có duyên lành gặp được thiện tri thức hướng dẫn, hành đúng pháp sám hối, chí thành học Phật, thì có thể chuyển nguy thành an, sống lại từ chỗ chết. Nhưng trước bao quả báo khổ não phải thọ nhận, có bao nhiêu người sở hữu được may mắn này? Vì vậy, chúng ta phải luôn nhớ vô thường, nghe liền tinh thọ, phải biết trân quý bội phần những ưu khuyết từ kiếp người. Sống nên thuận theo dòng thiện, sửa đổi lỗi xưa, ăn chay trì giới, hiểu rõ nhân quả, dứt ác theo lành, phá bỏ vô minh chồng chất, giữ chánh tri kiến, mới có thể tránh được tai nạn họa ương trùng trùng. Có nữ cư sĩ họ Lưu, tuy tin Phật nhiều năm, nhưng do gia đình phản đối nên mãi vẫn chưa ăn chay, tín tâm học Phật cũng không kiên định. Cuối năm 2007, Lưu cư sĩ khám bệnh, bất ngờ phát hiện ruột bị ung bú. Sau khi tái khám, bác sĩ bảo: Cô về nhà nghỉ dưỡng, thích món gì thì cứ ăn. Bệnh này mạng sống chỉ tính từng ngày. Lưu cư sĩ hoàn toàn bất ngờ. Bình thường cô không nghĩ là bệnh này nặng đến vậy. Giờ xem như đã bất trị, là thời kỳ cuối. Vô thường đến nhanh quá, khiến cô trở tay không kịp, nên tâm phát sinh chán nản, tuyệt vọng đầy. Lúc này cô nhớ lại, mấy hôm trước, dì và vài bạn đạo đến thăm đã nhiều lần khuyên cô nên ăn chay, niệm Phật, tụng kinh cho tốt. Thế là cô âm thầm hạ quyết tâm, phải trì giới ăn chay, chấm dứt không tạo sát nghiệp. Cô sẽ chân chánh tu học Phật Pháp, cầu Phật lực gia trì giúp cô ra khỏi tuyệt lộ. Về nhà rồi, Lưu cư sĩ kể rõ bệnh trạng nghiêm trọng của mình cho mọi người hay, và kiên quyết nói: Tôi không còn sống bao lâu nữa. Trước đây tôi đã tạo nghiệp sát quá nặng. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi nhất quyết ăn chay tu học. Xin mọi người ủng hộ cho. Chồng và các con cô thuở giờ luôn phản đối không cho cô ăn chay, lúc này đành im lặng chiều theo. Mặc dù cô mới bắt đầu ăn chay tập tu, nhưng nỗi sợ cái chết và bệnh hoạn đau đớn dày vò khiến cho cô nhiều lần thối tâm, tinh thần đang nằm trên bờ vực suy sụp. Đang lúc cô hành trì hết sức khó khăn thì dì và các bạn đạo liền đưa tay ra giúp. Họ dẫn cô đi phóng sinh và đồng tụng kinh hồi hướng hỗ trợ, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cô sớm mạnh lành hồi phục. Đồng thời còn khuyên cô nên tụng kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni để giúp cho tín tâm và đạo tâm kiên định, chiến thắng được quỷ bệnh. Một tháng sau, khi đến bệnh viện kiểm tra, thấy bệnh cô đã ổn định và chuyển tốt. Điều này khiến cô tăng thêm niềm tin. Chồng con khi hay bệnh cô đỡ nhiều rồi cũng vui mừng tở mở, xúm nhau ăn chay theo. Những ngày tháng sau đó, Lưu cư sĩ phát nguyện tinh tấn tu học, là một đệ tử Phật đúng nghĩa. Hàng ngày cô tụng kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 108 biến. Cô chí thành quỳ trước Phật tụng kinh tĩnh tọa, chuyên chú miên bật. Lúc này phiền não cũng theo đó rụng rơi. Đúng như trong kinh nói, nếu có chúng sinh tội nặng bị báo ứng, trăm bệnh kéo đến, thống khổ bức thân, tụng chú này 24 biến
ách bệnh khổ não, nhất thời tiêu tan, thọ mệnh kéo dài, phúc đức vô tận. Lưu cư sĩ tinh tấn tu học như thế 3 tháng, sau đó đến y viện tái khám, kỳ tích đã xuất hiện, ruột không còn u bú, bệnh khỏi hẳn triệt để. Nhờ theo pháp chân chánh, học Phật thực hành đã giúp cho lưu cư sĩ sống lại từ cửa tử. Không những bản thân cô thọ sâu pháp ích mà còn khiến cho toàn gia cảm động, cùng bước vào con đường tu tập ăn chay theo luôn. Giải thích thêm, lưu cư sĩ bị ung bú thời kỳ cuối, vì sao chỉ 3 tháng được lành, là do các nguyên nhân sau đây. 1. Nhờ cô sửa đổi tu 3 điều thiện, ăn chay trường, phóng sinh, tụng kinh. 2. Phát nguyện làm lợi chúng sinh, nguyện này cùng nguyện chư Phật tương đồng. 3. Hàng ngày thành tâm tụng chú, nhất thiết Như Lai tâm 108 biến. Lực gia trì của chú này mạnh không thể nghĩ tưởng. Trong kinh nói, chí tâm phát nguyện, tụng niệm thần chú, mỗi chữ mỗi câu, phóng đại quang minh chiếu đến tam đồ, khổ điều tiêu tan, chúng sinh thoát khổ, mầm Phật phát sinh, tùy ý vãng sinh, 10 phương tịnh độ. Người người, nếu y theo 3 điều này tu, thảy đều có thể chuyển hóa định nghiệp và nghịch cảnh.